chào quý vị khán giả đài SCT. Chúng tôi là Phạm Đặng Long Cơ thuộc tổ hợp y tế Bonsa Medical Group, MV Medical Group, MV Care Health Network và One Care Connect. Hôm nay tôi lại được hân hạnh trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Thưa quý vị, cái tin đầu tiên mà chúng tôi muốn nói với quý vị đây là vấn đề tiểu đường. Ở bên Mỹ bây giờ nó có khoảng trên 30 triệu người bị tiểu đường và trên thế giới cả mấy trăm triệu người bị tiểu đường. Càng ngày về sau chúng ta lại càng bị tiểu đường nhiều. Trong cái chữa trị của bệnh tiểu đường, quan trọng nhất là chúng ta ăn uống cẩn thận, bớt tinh bột đi, bớt đồ ngọt đi, ăn rau, ăn trái cây, ăn protein tốt, protein thực vật, và tránh ăn mỡ và uống thuốc để giảm giữ cái đường nó tốt. Trước đây thì chúng tôi quan niệm là chúng tôi phải cố gắng làm thế nào để cho cái đường quý vị nó gần mức bình thường, tức là chúng tôi phải làm sao cho cái đường quý vị nó giống như là người bình thường ấy. Thế thì nghe lý thuyết thì phải hay lắm mà không quý vị, nhưng mà thực tế nó sẽ làm sao làm chúng ta có thể bị bệnh phản ứng là hypoglycemia, tức là đói, xoay sầm mặt mày, nhiều khi sợ quá mồ hôi toát ra, thì chúng ta sợ quá chúng ta lại ăn thêm, ăn vô rồi chúng ta lại bị đường cao lên thêm, chúng ta lại trích insulin, và như vậy nó là cái vòng luẩn quẩn, nó sẽ làm chúng ta mập hơn, làm chúng ta bị bệnh biến chứng tim mạch nhiều. Thế bây giờ đó, các bác sĩ bây giờ trong năm vừa rồi trong tháng vừa rồi chúng tôi có trình bày cho quý vị một cái bài thuyết trình của hội bác sĩ chữa bệnh endocrinologist ở bên Hoa Kỳ, hội thảo bên Hoa Kỳ khắp thế giới đến họp, thì hội American Diabetic Association, tức là hội tiểu đường của Hoa Kỳ, cái hội nó rất vẫn còn strict lắm, thì họ nói rằng là khi chúng ta bị bệnh tiểu đường thì các bác sĩ phải cố gắng làm sao cho cái đường nó xuống dưới 7, A1C nó xuống dưới 7%. Trong khi đó hội American College Physician, tức là những bác sĩ đang hành nghề đấy, thì mà không được, làm như thế là nguy hiểm lắm, nó thấp quá người ta sẽ bị phản ứng phụ hypoglycemia, tức là đường nó thấp quá, chóng mặt, tim đập thất nhịp, mồ hôi toát, người ta sợ, có nhiều người có thể chết được. Và vì vậy thường thường những người bị tiểu đường chay chết vì cái vấn đề đường nó thấp quá, và vì vậy người ta bảo thôi quý vị, xin quý vị đi intensify, tức là nới tay ra, nới rộng tay ra để cho người bệnh nhân đừng bị đường cao quá, đường thấp quá, tức là người ta chấp nhận rằng là cái đường của chúng ta bây giờ nó có thể từ 7.5 đến 8%, nhất là những người trên 75 tuổi. Nó rất quan trọng cho quý vị. Bởi vì nếu mà quý vị lớn tuổi rồi, quý vị hơi yếu rồi, quý vị ăn không được nhiều nữa, mà bây giờ bác sĩ cho quý vị uống thuốc quá để nó xuống mức bình thường, thì nhiều khi chúng ta bị nguy hiểm, bất thình lình chúng ta bị hypoglycemia nửa đêm, chúng ta có thể bị đi luôn thưa quý vị, tưởng là heart attack. Do đó mà nhất là những người bệnh nhân nào mà lớn tuổi rồi mà phải nằm nursing home, thì chúng ta đừng cho thuốc, bởi vì nursing home thì y tá nó mới nghĩ mà thôi bây giờ mình bắt bệnh nhân ăn kiêng cữ đi, cho uống thuốc để cho cái đường nó xuống thấp, tốt. A1C khoảng 6.5, tốt. Nhưng mà thưa quý vị, người ta đã vào nursing home, người ta không còn cái gì thích thú trong đời nữa, ngồi chờ chẳng làm gì được, chỉ còn cái thú là ăn đồ ăn thôi. Bây giờ quý vị còn kiêng cấm quá thì không được. Do đó các bác sĩ bây giờ khuyên là chúng ta phải nên nhẹ tay với những người bệnh nhân, và nhất là những người bị lớn tuổi, bị yếu rồi. Và chúng ta phải nhớ một điều là có nhiều bệnh nhân gọi tình trạng gọi là pre-diabetes, tức là cái đường nó cao, nhưng mà khi chúng ta ăn uống kiêng cữ thì đường có thể trở lại bình thường. Do đó chúng ta uống thuốc, chúng ta đừng bắt bệnh nhân kỹ quá, nguy hiểm cho bệnh nhân. Nhớ một điều là khi bệnh nhân còn trẻ thì chúng ta cố gắng làm sao xuống dưới 6.5-7% là tốt. Nhưng mà khi bệnh nhân mà lớn tuổi rồi, chúng ta phải du di để cho họ sống, enjoy cái life của họ. Còn được bao nhiêu lâu, quý vị muốn cho họ sống tới 100 tuổi chăng? Không cần. 80-90 tuổi của đời productive là tốt. Chúng ta giữ cho cái đường vừa phải. Vì nếu chúng ta bắt họ xuống thấp quá, họ sẽ bị phản ứng phụ, họ sẽ ăn lén, rồi họ lén đường cao, chúng ta đến là bác sĩ chúng ta chỉ cho toa thuốc về uống càng ngày càng nặng hơn, cho nên bệnh nhân sẽ bị nguy hiểm. Đó là cái lời khuyên của Hiệp hội Y sĩ Hoa Kỳ mà chúng tôi muốn mang đến cho quý vị ngày hôm nay. Cái tin thứ nhì, khi chúng ta bị lớn tuổi, chúng ta hay bị mỡ cao, thì ở bên Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới người ta đề nghị là chúng ta phải cho bệnh nhân dù rằng không bị tiểu đường, không bị huyết áp cao, mỡ còn có thể tốt rồi, nhưng mà chúng ta phải cho uống statin. Để làm gì? Để giúp cho bệnh nhân không có bị tim bệnh tim mạch. Tốt lắm, cái lời khuyên nó rất là đúng thưa quý vị. Nhưng mà chỉ có problem là cái statin nó có nhiều cái nó tốt, nhưng mà nó lại có nhiều cái hại của nó. Bây giờ người ta lại khám phá ra là những người mà uống statin nhiều, giống như là Lipitor, Simvastatin hay là mấy cái Rosuvastatin, mấy cái thứ đó, thì hay bị tăng xác suất lên làm Parkinson disease. Cái này quan trọng. Parkinson disease là cái bệnh mà quý vị thấy tay nó giật giống như là người đếm tiền, chúng tôi gọi là đếm tiền. Trên tay đầu lắc giống như Đức Giáo Hoàng Paolo Đệ Nhị ngày xưa đấy. Thì cái đó nó rất là khổ cho người bệnh nhân. Mặc cảm ghê, tôi có nhưng mà bệnh nhân của bà rất là dễ thương.
đúng tự nhiên bà khám phá ra bà bị bệnh Parkinson đi xong bà trốn luôn mà không gặp chúng tôi nữa. Bởi vì bà bảo bà buồn quá, bà thấy vô bà thấy những người ngồi chung quanh, ngồi chân tay không giống ai cả. Thì bà chán đời, thì thực sự Parkinson nó rất là chán đời thưa quý vị. Tôi hên tôi không bị, tôi nói thật với quý vị. Tôi là bác sĩ mà ngày mổ, nếu mà mình ngày mổ mà tay mình rút rút thế thì tôi bị chết đời bên tan. May quá không bị gì cả, nói thì từ trời kêu ăn lấy dạ phải không quý vị. Vậy vậy người ta thấy rằng là khi chúng ta uống statin mà cao liều quá, chúng ta hay bị tăng xác suất bị Parkinson disease lên. Bởi vì nó làm ảnh hưởng đến cái màng của dây thần kinh, cái acetylcholine nó cao, nó làm cho tim chúng ta giật giật rõ ràng hơn. Và cái thứ hai nữa, nó còn làm cho chúng ta hay bị bệnh tiểu đường loại 2 tăng lên. Nhất là mấy cái thuốc như atorvastatin, rosuvastatin, những thuốc đó nó có thể làm, nếu cao liều nó có thể làm chúng ta tăng xác suất tiểu đường, làm chúng ta yếu về sinh lý. Quan trọng. Thế thì bây giờ ở bên Anh đó, chúng tôi đã nói với quý vị năm ngoái có một cái thống kê nói là cái thuốc pravastatin, nó là nó bán ở trên thị trường là pravastatin, pravacol, uống ở 40 mg, nhưng mà 40 mg này của nó nhẹ lắm, quý vị đừng có lo, quý vị uống 40 mg thì nó thấy chúng ta sẽ giảm xác suất chết non vì bệnh tim mạch được 28%. Do đó quý vị uống, bác sĩ cho quý vị uống pravastatin, quý vị cứ tiếp tục uống. Thuốc này là cái thuốc giảm mỡ rất là nhẹ, giúp chúng ta ít bệnh tim mạch, chúng ta sống lâu. Uống ở 40 mg là vừa. Lại thêm một cái thuốc mà chúng tôi vẫn hay biên cho những các bệnh nữ bệnh nhân trẻ chưa muốn có con, sợ đẻ con sớm, thì quý vị uống thuốc người thai. Bệnh nhân Việt Nam cứ nói mà uống thuốc người thai bị ung thư đủ thứ, thực sự không phải đâu. Cái thuốc người thai nếu quý vị uống đúng cách thì tốt lắm, nó giúp chúng ta đỡ bị bệnh ung thư buồng trứng. Bệnh ung thư buồng trứng là cái bệnh nguy hiểm thưa quý vị. Thường thường chúng tôi mà chúng ta đàn bà mà bị ung thư buồng trứng thường thường nó khó, là vì chúng ta không biết, không có triệu chứng. Khi mà chúng ta thấy đau bụng, chúng ta thấy sình bụng lên, ăn không tiêu thì ôi đà quá muộn rồi. Nhưng quý vị uống thuốc ngừa thai, nếu quý vị uống trên 5 năm thì cái xác suất quý vị ung thư buồng ung thư buồng trứng sẽ giảm rất nhiều. Nhưng nó chỉ có một cái điều nó hơi bất tiện là vì nó có thể làm tăng xác suất chúng ta bị ung thư vú lên. Nhưng thực sự ra cái thống kê từ trước là chúng tôi đọc cho quý vị, nó vẫn nói rằng là cái xác suất mà tăng lên ung thư vú rất là thấp, không có là đáng bao nhiêu cả. Cho nên nếu quý vị mà đang trẻ, quý vị phải uống thuốc ngừa thai để ngừa thai hoặc để làm điều kinh thì quý vị nên tiếp tục uống, không có sao cả nhé, rất an toàn. Đó là thuốc ngừa thai, cái liều thấp thưa quý vị. Khi huyết áp cao thì là cái đề tài này quan trọng, tôi nói cho quý vị để quý vị nào đang bị huyết áp cao, quý vị đang uống thuốc này, quý vị phải cẩn thận, gặp người bác sĩ của mình để được theo dõi cẩn thận hơn. Trong cái thuốc ngừa thai nó có cái loại giống làm đau ngực, angina, hoặc là bị huyết áp cao, cái thuốc đó thưa quý vị là calcium channel blocker, nó được thuộc họ dihydropyridine. Thì người ta thấy rằng là khi chúng ta uống cái thuốc này nó dễ làm chúng ta hay bị xác suất sudden death và do tim được thất nhịp. Thì trong hai cái loại dihydropyridine này nó có hai thuốc, nifedipine và amlodipine. Nifedipine là cái thuốc cũng tốt lắm, thường thường nó uống 20-40 mg. Nó càng cao thì nó càng dễ bị sudden death infant, nhưng mà nó sánh giữa cái nifedipine với cái amlodipine. Thì cái nifedipine nó làm chúng ta sudden death nhiều hơn là với amlodipine thưa quý vị. Và cái quan trọng thứ nhì nữa là cái nifedipine nó thuốc tốt, chúng tôi dùng cái đó để cho những bà bầu mà bị sợ đẻ non, premature labor, chúng tôi cho thuốc này uống không sao cả, do đó nó cũng an toàn. Nhưng mà quý vị uống càng cao liều quá, quý vị huyết áp cao, quý vị uống 40-80 thì quý vị coi chừng dễ bị sudden death, tim đập thất nhịp, quý vị mệt thưa quý vị. Mà có nhiều bệnh nhân người ta uống cái này ta lại hợp, nên tôi đọc cái này xong thì tôi chắc tôi lại về tôi tìm cách tôi đổi cái thuốc này cho những bệnh nhân đổi sang amlodipine thưa quý vị. Cái thuốc vitamin D tức là một cái chất mà nó là chúng tôi gọi là cái thuốc vitamin của ánh nắng mặt trời. Nếu quý vị mà có đủ ánh nắng mặt trời vào buổi sáng 8-9 giờ sáng, bây giờ 7 giờ sáng là có mặt trời lên rồi, quý vị ra ngoài nắng ngồi làm vườn 8-9 giờ sáng, không quý vị đi làm hay là quý vị đi ra sở thì quý vị trước khi đến đó quý vị đi bộ buổi sáng sớm thì quý vị sẽ đủ vitamin D. Cái vitamin D nó rất là tốt, nó quan trọng, nó làm cho chúng ta đỡ bị tiểu đường, nếu chúng ta đủ chúng ta đỡ bị bệnh asthma, chúng ta đỡ bị bệnh về tim mạch, chúng ta đỡ bị ung thư, nhiều loại ung thư khác nhau, ngay cho nó ung thư ruột cũng như ung thư vú. Nhưng mà cái vitamin D mà quý vị nhìn trong cái màn hình đây, nó có những đồ ăn gì mà nó giúp cho chúng ta nhiều vitamin D tự nhiên đó, thưa quý vị. Dark chocolate là một, lòng đỏ trứng gà là hai này. Chúng ta ăn lòng đỏ trứng gà nhưng mà quý vị đừng ăn nhiều, có một ngày ăn một trái thôi. Nấm, mushroom đó, quý vị mushroom ăn nấu canh ngon bổ, cái ăn đó xào ăn cũng được. Sữa đậu nành, nước cam tươi, rất nhiều vitamin D, cá salmon đỏ, màu đỏ rất là cá salmon biển đó, thưa quý vị. Hay cá sạc đin,
Quý vị nhìn cái hình đó, quý vị sẽ thấy cam rất là tốt. Nó sẽ giúp chúng ta có đầy đủ vitamin D. Nhất là tập buổi sáng sớm, tập thể dục nó giúp chúng ta đỡ bị gãy xương, đỡ bị ung thư. Nhưng mà chúng ta nhiều quá chúng ta sẽ tăng xác suất bị ung thư vú lên thưa quý vị. Và nếu nó giúp cho trí nhớ, nếu chúng ta cho nhiều quá thì các người già sẽ bị phản ứng phụ, phản ứng nó chậm lại, phản ứng cấp té luôn, không có gì. Do đó quý vị đừng dùng nhiều quá. Người trẻ thì được dùng tới 5.000 mà người già thì được dùng tới 2.000 mà thôi. Khi quý vị muốn xuống ký, nó giản dị lắm. Quý vị phải ăn bớt calori đi thôi, nhưng mà phải ăn làm sao mà đừng đói quá. Thế thì đây là một cái cách mà các bác sĩ ở bên Gia Đại nó đề nghị để giúp cho chúng ta đỡ bị mập. Thì sáng ra chúng ta chỉ ăn làm sao bớt, đừng ăn chi với trứng nhiều quá. Chúng ta ăn cái gì nó gọi là ăn cái nhiều chất bớt carbohydrate thì quý vị ăn như avocado, quý vị ăn bean biết đó. Nhất là cái porridge, porridge tức là người người Mỹ nó gọi porridge, người Đại Hàn quý vị thấy nó hay ăn cháo đó, còn Việt Nam mình ngày xưa gọi ăn cháo, cháo lú, cháo mà cháo trắng với cải đó thưa quý vị. Ăn ở bên này quý vị ăn oat meal, quý vị chỉ đổ nước sôi với cái quấy nó một hồi ấy, nó sẽ mềm ra, thì quý vị ăn với ruốc chả bông hay ăn cái gì cũng được, nó sẽ giúp cho quý vị no buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều ăn đều hòa như vậy quý vị sẽ giảm ký. Khi quý vị muốn xuống ký, nó giản dị lắm. Quý vị phải ăn bớt calori đi thôi, nhưng mà phải ăn làm sao mà đừng đói quá. Thế thì đây là một cái cách mà các bác sĩ ở bên Gia Đại nó đề nghị để giúp cho chúng ta đỡ bị mập. Thì sáng ra chúng ta chỉ ăn làm sao bớt, đừng ăn chi với trứng nhiều quá. Chúng ta ăn cái gì nó gọi là ăn cái nhiều chất bớt carbohydrate thì quý vị ăn như avocado, quý vị ăn bean biết đó. Nhất là cái porridge, porridge tức là người người Mỹ nó gọi porridge, người Đại Hàn quý vị thấy nó hay ăn cháo đó, còn Việt Nam mình ngày xưa gọi ăn cháo, cháo lú, cháo mà cháo trắng với cải đó thưa quý vị. Ăn ở bên này quý vị ăn oat meal, quý vị chỉ đổ nước sôi với cái quấy nó một hồi ấy, nó sẽ mềm ra, thì quý vị ăn với ruốc chả bông hay ăn cái gì cũng được, nó sẽ giúp cho quý vị no buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều ăn đều hòa như vậy quý vị sẽ giảm ký. Ung thư gan là một cái vấn đề mà tôi phải nói mang đến quý vị, bởi vì thực sự người Việt Nam chúng ta vẫn bị ung thư gan rất nhiều. Tôi gặp rất nhiều bà dân phụ nữ của chúng tôi hỏi thăm chồng bà đâu thì nói chồng bị mất rồi. Mất vì gì? Bị mất vì ung thư gan. Thưa quý vị, thường thường cái ung thư gan thường thường nó, nếu chúng ta trước đây chúng ta hay bị ung thư gan là vì chúng ta bị viêm gan B hoặc là viêm gan C. Bây giờ thì B thì nó đỡ rồi, nó có thuốc uống đỡ tạm đi. Hoặc viêm gan C thì có thuốc chống lại rồi. Nhưng mà nếu chúng ta bị gan có mỡ, chúng ta coi chừng chúng ta có thể bị tăng xác suất bị non-alcoholic fatty liver disease, chúng ta sẽ bị tăng xác suất bị ung thư gan. Hoặc là chúng ta uống rượu, nó bị chai gan cũng làm tăng ung thư gan. Do đó chúng ta phải cẩn thận. Nếu chúng ta uống rượu, chúng ta phải bỏ, phải đi khám bác sĩ để biết xem mình có bị gan nó bị chai không, để giữ gìn cẩn thận. Và nhất là chúng ta bị gan có mỡ thì chúng ta không được ăn ngọt, ăn ngũ cốc thô, tốt nhất đi bộ thì tự nhiên còn gan chúng ta nó sẽ trở lại bình thường. Và nếu chúng ta bị viêm gan B thì chúng ta phải uống thuốc để chống lại vi trùng viêm gan B. Bởi vì bây giờ đó thì người ta bắt đầu người ta khám phá ra cái thuốc mà chúng ta đang uống để chống lại viêm gan B. Có thể chúng ta uống một thời gian sau, nếu chúng ta thử máu kỹ rồi, chúng ta có thể bỏ thuốc được. Cho nên quý vị cứ tiếp tục uống đến khi nào mà khi nó đi tới một cái giai đoạn mà chúng tôi biết là như thế, quý vị có thể làm theo đó chứ không phải đỡ khổ. Và viêm gan C thì bây giờ nó có uống thuốc nó sẽ hết. Ngay cả khi chúng ta bị viêm gan B mà nó làm thành ung thư gan, chính của nó là phải cắt cái gan nó đi hoặc thay cái gan nó đi thì chúng ta sẽ sống. Còn nếu không thưa quý vị, nó có cái thuốc mà chemotherapy cũng tốt nhưng mà nó cũng chỉ là tạm thời kéo dài thôi. Sorafenib hoặc là cái lenvatinib, những thuốc này uống thì chúng ta chỉ sống thêm được một năm thôi. Mà cái chính chúng ta là phải khám phá sớm chứ không phải tự nhiên không khám gì cả. Uống rượu đã đời tự nhiên đùng ấy, thấy khó chịu đi khám thì ôi đào quá muộn. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là người Á Châu, nhất là chúng ta đừng ăn gạo cũ. Tại vì khi chúng ta bị viêm gan B hay viêm gan C hay chúng ta bị fatty liver disease mà chúng ta ăn gạo cũ, gạo cũ là gạo của Việt Nam chúng ta, nó gọi là ăn gạo cũ, gạo tắm thơm ấy, thì nó có cái chất đó. Từ khi
alpha toxin B1, cái chất này nó thường thường ở trong gạo chúng ta, gạo của nước Việt Nam chúng ta, tàu cũng vậy. Thì thường thường người Á Châu chúng ta, người ta ăn kiểu đó, người ta mua gạo đây gánh lúa về xong người ta cũng giã ra ra cái hạt gạo, xong người ta shining đem làm cho sấy ngoài, sấy ngoài thì nó tất cả cái cám nó rớt ra ngoài, nó trắng như thế, xong rồi người ta để trong kho để lâu lâu cho nó đỡ bị nhớt, đỡ bị cái nhựa nó ra, ăn nó ngon. Nhưng mà quý vị ăn nhiều nó có thể sau này dễ bị ung thư gan, thưa quý vị. Đó, bây giờ đó là về chúng ta phải cẩn thận. Chữa trị bệnh tiểu đường nó có thể là chúng ta bị giảm bớt bệnh suy thận của chúng ta. Nó, thưa quý vị, đó là cái thuốc Invokana, nó được thuyết trình sau 2.5 năm tìm kiếm và bây giờ nó được chính thức thuyết trình ở bên hội thảo ở bên về bệnh tiểu đường và nó được đăng ở trên tờ New England Journal of Medicine online, thưa quý vị, rất là tốt, thưa quý vị. Rồi cái ung thư, cái hội ung thư vú gia đình cũng khuyến cáo là chúng ta nếu chúng ta 40 tuổi trở lên chúng ta phải đi hỏi người bác sĩ xem có cần phải chụp vú hay không. Còn những người trên 50 tuổi phải cứ 2 năm phải chụp lần. Đó là cái lời khuyên của American College of Physicians. Nhưng mà hội sản phụ khoa cũng như hội về X-ray, bác sĩ về chuyên về X-ray thì họ nói rằng là cái đó là sai, bởi vì thực sự ra người ta khám phá là những người đàn bà bắt đầu từ 40 tuổi đến bắt đầu đi chụp mammogram, chính là người Việt Nam chúng ta, thì xác suất chúng ta bị chết vì ung thư vú nó giảm rất nhiều. Và vì vậy, bởi vì người Việt Nam chúng ta cái số người bị ung thư vú nhiều hơn là những người không ung thư vú. Và nó cũng khuyên rằng là những người nào mà có sợ nghi ngờ bị ung thư vú thì phải đi chụp hàng năm một. À, thế cái câu đó. Mà người Việt Nam chúng ta là những người mà hồi trước là bị trong chiến tranh Việt Nam chúng ta bị expose cho những cái chất chemical có thể xảy ra, cho nên chúng ta bị ung thư vú nhiều hơn những người đàn bà Á Châu khác. Rồi chúng tôi vẫn khuyên quý vị mỗi một năm quý vị phải đi chụp mammogram một lần khi quý vị 40 tuổi trở lên. 50 tuổi là bắt buộc mỗi năm phải chụp một lần. Và quý vị phải đi khám vú, nếu cần thì chụp siêu âm cái vú của quý vị. Khi mà quý vị bị ngạt mũi vào cái mùa lạnh này, bây giờ bắt đầu sau allergy nhiều lắm thưa quý vị, thì chúng quý vị tôi tách quý vị cái tên thuốc này, Dimista. Cái Dimista này hay lắm bởi vì thực sự nó gồm có hai chất azelastin, tức là antihistamine. Thì quý vị xịt mũi nó đỡ quý vị ngứa mũi, và cái chất flonase, fluticasone. Thì cái flonase nó là steroid, quý vị xịt mũi nó sẽ đỡ bị allergy cho mũi quý vị. Nhưng mà quý vị dùng ngoài nó có thể làm cho quý vị bị lở mũi. Rồi quý vị dùng cái Dimista này nó đỡ đi, bởi vì quý vị không phải dùng thuốc ngoài. Rồi quý vị đỡ bị allergy, nhất là mùa lạnh này. Bây giờ mùa xuân lên rồi, người ta bị xịt mũi nhiều lắm. Và cuối cùng nữa, một cái thuốc mới được vừa approve để chữa chúng ta khỏi bị bệnh osteoporosis, thưa quý vị, thuốc tên là Evenity. Tên khoa học của nó là Romosozumab. Thuốc này chích 1 tháng một chích một lần, nó giúp cho những người nào bị gãy xương, chích hết kinh mà gãy xương thì dùng chích cái thuốc này, nó sẽ giúp cho nó đỡ bị gãy xương. Nhưng mà nó tốt, nhưng mà nó có cái problem của nó là hay bị bệnh tim mạch. Đó, khi chúng ta dùng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Cái thuốc Folia hay là thuốc Fosamax vẫn là tốt, nhưng mà cái này cũng là một cái khí giới mới để chúng tôi giúp chống lại quý vị, chống lại cái gãy xương của quý vị. Bởi vì quý vị nhớ một điều là khi chúng ta lớn tuổi đấy, chúng ta phải đo xương 2 năm một lần, để chúng ta nếu thấy xương yếu chúng ta phải uống thuốc calcium với vitamin D, uống thuốc đỡ mòn xương. Bởi vì khi chúng ta về già, một trong những lý do khiến chúng ta chết là vì chúng ta bị gãy xương. Đến đây chúng tôi xin phép quý vị tạm ngưng chương trình tại đây và xin hẹn quý vị tuần tới, và chúng tôi xin phép được kính chúc quý vị một tuần lễ sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý và hạnh phúc tràn trề. Và xin quý vị nhớ chọn anh em chúng tôi ở trong tổ hợp y tế AMPI Medical Group, MV Medical Group và MV Care Health Network, One Care Connect, cũng như là Bonsa Medical Group, để anh em chúng tôi có thể phục vụ và săn sóc cho quý vị lúc đau ốm cũng như lúc khỏe mạnh. Xin cảm ơn quý vị, xin hẹn quý vị tuần tới. Cảm ơn quý vị.